Đẹp không? Đẹp chứ. Vòng đính ước hả? Vòng đính ước trị giá hẳn 10.000. Đây là vòng tay cầu hôn tình yêu của bạn Dương đúng không? Vậy là anh đồng ý. Đồng ý. Thế thì đeo vòng này rồi đừng có mà chạy làng đấy nha. Ừ, anh xin hứa. Lắm chuyện lắm cơ ấy. Nhanh thế nhở, mai đã về rồi. Em không muốn về sao? Không hẳn là thế. Lâu lâu đi chơi cũng thấy vui mà. Ừ. Nhưng mà mình vẫn phải quay về với công việc và cuộc sống thường ngày của mình chứ, đúng không? Ừ, cũng đúng. À, em làm luận văn tới đâu rồi? Em làm gần xong rồi đấy. Thế à? May quá, lần này em lại chụp thêm được một ít ảnh về kiến trúc trình tường ở trên này, bổ sung vào tài liệu tham khảo của em. Vậy thì bảo vệ luận văn của em cho anh tới cổ vũ với nhá. Cố lên, cố lên. Ok. Ok. Đợi anh xíu. Alo. Dạ em đây ạ. Dạ vâng. Em là người phụ trách hợp đồng này. Bên đấy nói sao ạ? Dạ vâng. Có gì chiều mai em sẽ qua bên đó để trao đổi lại. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh. Công việc của anh à? Có ổn không? Em lo cho anh đấy à? Em biết gì đâu mà lo. Có điều là nếu mà ông ấy gây khó dễ cho anh ấy. Bạn Dương, cứ lo luận văn cho tốt đi. Anh sức dài vai rộng như thế này, cứ để bạn bé tí lo cho anh ngại lắm. Xí, em thèm bà. Thế thôi, em không thèm thì anh thèm. Lắm tắt. Này, anh tranh thủ lắm nhỉ, đứng lại. Thơm cực. Em nghe món này lâu rồi nhưng mà bây giờ mới được ăn đấy. Vậy em ăn đi cho nó nóng. Ui, ngon lắm luôn ý. Chuyện. Ngon quá. Món cuốn sủi này còn được gọi là món phở khô ở trên Sapa. Bởi vì nó sẽ không dùng nước dùng mà họ sẽ ăn với cả nước sốt cơ. Món này cực kỳ nổi tiếng ở trên Sapa. Nhưng mà thực chất nó lại bắt nguồn từ người Hoa. Thế á? Ừ nhỉ, tên là cuốn sủi mà. Dân gian tương truyền rằng những cặp đôi nào mà ăn món cuốn sủi này với nhau sẽ ở bên cạnh nhau tới đầu bạc răng long. Tương truyền cái gì? Anh bịa ra thì có ấy. Anh vừa bịa ra đúng không? Anh còn lạ gì anh nữa? Thì đúng là anh bịa ra. Nhưng mà chuyện chúng mình ở bên cạnh nhau tới đầu bạc răng long có thể là thật mà. Nói sớm thế cơ chứ. Mà cái này càng ăn càng thấy ngon đấy. Thế á? Cũng giống như anh vậy. Là sao? Khi em ăn anh, em càng ăn sẽ càng thấy ngon hơn. Anh vừa vai phải thôi, mặt dày kinh lên được. Đi xem nào. À dạ. Đúng rồi, mặt dày lắm. Dày mới yêu được em đấy. Mà sao em thấy của anh ngon hơn nhỉ? À đây. Nè. À. Rồi. À. À. Anh dám làm thế à? Em dối thật đấy à? Anh xin lỗi. Anh không chiều em như vậy nữa. Nè. Há miệng ra, anh đút miếng nữa. À. À. Này. Em không ăn là anh ăn đấy nha. À à à. Thế chứ. Miếng nữa. Hôm nay em thấy vui không? Có. Anh chẳng muốn về Hà Nội gì cả. Ở đây đang thích. Vậy thì ở lại đây thêm mấy ngày nữa nhá. Thôi không ở lại được đâu. Phải đi về chứ. Thôi anh đi về đi ngủ đi. Anh về cũng được.
Nhưng mà cho anh hôn một cái. Đây. Rồi. Em đúng là cái đồ lòng gan dạ thép. Làm sao? Làm sao hả? Thí chủ bình tĩnh, bình tĩnh. Hôm nay hết quota rồi. Nếu như mà hết quota, đề nghị cấp thêm quota. Vậy là về Hà Nội anh có quota mới đúng không? Cái gì? Còn lâu ấy, anh vừa dùng hết quota Hà Nội đây luôn rồi ấy. Cao thủ không bằng tranh thủ đâu. Thấy rồi. Hột khắp mặt luôn. Thấy rồi, lâu. Em hết to quá, chủ nhà người ta mắng. Kệ luôn cho mắng.